dự án quy hoạch phát triển khu du lịch Thiên Sơn thuộc địa bàn thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang. Vùng đất nằm ở điểm cuối của dải Tây Côn Lĩnh, có vị trí ở phía Tây Bắc và cách trung tâm thị trấn Việt Quang 1,5 km. Với tổng diện tích đất tự nhiên trên 1.600 hectare, trong đó diện tích đất dự kiến quy hoạch phát triển khu du lịch Thiên Sơn trên 1.569 hectare. Khu đất xây dựng dự án chủ yếu là đất hoang hóa, núi đất tự nhiên, đất rừng phòng hộ và một phần nhỏ đất trồng cây màu. Rừng ở đây chủ yếu là rừng tự nhiên nguyên sinh, chưa có sự tác động bởi bàn tay con người, với nhiều loại động thực vật quý hiếm như rắn hổ mang chúa, kỳ đà hoa, rắn sọc đầu đỏ được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Các loại gỗ thuộc từ nhóm 1 đến nhóm 5 như dổi, xến, chai, nghiến và nhiều loại cây dược liệu quý hiếm như thất diệp, hoàng tinh, cây lá khôi, hồi. Ngoài ra, trên hệ thống lòng thác và suối thủy có nhiều loài thủy sinh như cá, tôm, cua. Đặc biệt là quần thể thác Thí có chiều dài dòng chảy của cả 4 thác trên 7 km. Độ dốc của thác từ 45 độ đến 70 độ tạo cho những dòng thác cuộn chảy hùng vĩ, tuyệt đẹp. Đỉnh thác 4 có độ cao trên 1.400 m so với mặt nước biển. Độ cao của đỉnh núi, nơi khởi nguồn của thác 4 có độ cao khoảng 1.800 m so với mặt nước biển. Dưới chân mỗi tầng thác là các bãi lửng tự nhiên trong xanh mắt lạnh cùng những khối đá khổng lồ được xếp lớp ngang dọc, tạo thành những bãi đá hoành tráng nguyên sơ rất đẹp mắt. Dưới chân cùng của quần thể thác Thí là dòng suối thủy với dòng chảy lớn cắt ngang qua thôn Tân Sơn, qua quốc lộ 279 hòa với sông Bạc. Lưu lượng nước hàng năm rất lớn và ổn định. Dân sinh trong không gian phát triển du lịch đa số là tộc người Dao và người Tày. Về di sản văn hóa phi vật thể, nổi bật có hát đối đáp Báo Dung, hát điệu múa Phàn Thị là điệu múa chiêng, trống, khen, phục vụ trong các đám hỷ, lễ hội. Các hoạt động về lễ hội, lễ thức đặc thù trong thôn như lễ hội nhảy lửa, lễ cấp sắc được lưu giữ và gắn kết giữa yếu tố tâm linh theo truyền thuyết cùng một số nghề thủ công truyền thống như chạm bạc, thuốc nam, nghề thêu, nghề rèn. Phương thức tổ chức làng bản theo từng xóm, tập trung từ 20 đến 25 hộ thành một xóm. Trong vùng dự án phát triển du lịch Thiên Sơn này có rất nhiều những tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Có rất nhiều những yếu tố thuận lợi như về khí hậu thủy văn, giao thông, tài nguyên thiên nhiên ban tặng cho những khu rừng nguyên sinh chưa có sự tác động tiêu cực của bàn tay con người. Hệ sinh thái rừng ấy và hệ thủy sinh cơ bản là còn nguyên sơ và sinh động. Đặc biệt là thiên nhiên đã ban tặng cho Tân Sơn có một khu danh thắng quốc gia thác Thí với 4 tầng thác và với lưu lượng nước rất là lớn, thân thác rộng và cao, dòng chảy ổn định quanh năm rất là hùng vĩ và ở phía dưới hạ lưu có dòng suối thủy cực kỳ là thuận lợi trong cái làng du lịch cộng đồng. Một thành tố rất quan trọng để cấu thành phát triển du lịch văn hóa đó là nghề làm giấy bản của dân tộc Dao, hiện nay đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận và ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kỹ thuật làm giấy bản của dân tộc Dao này ấy, thì nó hàm chứa rất nhiều những giá trị lớn như là giá trị về lịch sử, giá trị về khoa học, giá trị về văn hóa và bây giờ chúng ta cũng đang gắn nó với phát triển du lịch là phát huy giá trị về kinh tế. Thì hiện nay ấy, thì các cái hộ gia đình đang sản xuất quy mô nhỏ lẻ từng cá thể ở hộ gia đình thôi. Thế nhưng mà tuy nhiên định hướng trong tương lai khi phát triển du lịch thì chúng tôi sẽ quy hoạch và khuyến khích phát triển rộng hơn theo quy mô là làng nghề truyền thống và hoạt động theo kiểu hợp tác xã. Thế tuy nhiên cái không gian sản xuất thì vẫn là sản xuất ở các cái hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình đều có thiết kế và quy hoạch theo một cái mẫu thống nhất để phục vụ đối tượng là khách du lịch nghiên cứu, trải nghiệm và họ tham gia hoạt động trải nghiệm cùng cộng đồng trong cái sản xuất giấy bản này. Để tìm đầu ra cho sản phẩm ổn định thì ngoài việc cung cấp cho khách du lịch đến với địa phương thì chúng tôi áp dụng các cái biện pháp xúc tiến sản phẩm thông qua các cái chương trình hội thảo, hội nghị và hội chợ vân vân và đặc biệt là chúng tôi sẽ số hóa trong quảng bá sản phẩm bằng việc đưa lên các sàn giao dịch điện tử, các phương tiện truyền thông xã hội và xây dựng nhà thông tin du lịch giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương ở tại khu du lịch Thiên Sơn này. Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh thì không gian phát triển khu du lịch Thiên Sơn là một dải đất được cho là địa linh nhân kiệt, rất phong thủy, hài hòa giữa ba yếu tố gió, khí và nước. Đặc biệt, nguyên khí của khu trung tâm Tân Sơn được gắn bó với nước và sự kết cấu của các dãy núi Pù Nậm Mà, Pù Nậm Mái, Pù Lùng Vài, Pù Khao Am, Pù Khao Ao và Pù Phay Trì. Hiện nay trong không gian phát triển du lịch Thiên Sơn đã có quần thể chùa Thiên Ân tọa ngay trung tâm không gian phát triển du lịch với tổng diện tích 4.800 m2.
Ngôi chùa này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam định hướng phát triển với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng về tôn giáo của nhiều Phật tử và xác định đây là nơi tụ tập pháp môn niệm Phật cho hàng ngàn tín đồ trong và ngoài nước trong tương lai. Song song với phát triển hạ tầng kiến trúc tôn giáo, đang xây dựng khu đền thờ liệt sĩ. Hệ thống cơ sở tôn giáo tín ngưỡng ở đây là trung tâm giao nhau đi đến các địa điểm văn hóa tâm linh khác trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Về hạ tầng cơ sở vật chất, hiện nay trong vùng dự án đã có 3 tuyến đường bê tông, 1 cầu bản qua suối thủy, đảm bảo xe có trọng tải 5 tấn lưu hành, 1 trạm hạ thế 0,4 kV đủ cung cấp điện sinh hoạt thông thường cho nhân dân trong thôn. 100% địa bàn đã phủ sóng điện thoại di động của nhà mạng Viettel và Vinaphone. Có một nhà văn hóa cộng đồng, có một điểm trường mầm non và một điểm trường tiểu học. Với những tiềm năng có được của Thiên Sơn, do thiên nhiên ưu đãi, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể khai thác, phát triển được một số sản phẩm du lịch. Như về du lịch văn hóa tâm linh, phát triển được các công trình tôn giáo tín ngưỡng, phục vụ sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng gắn với các hoạt động văn hóa tâm linh dân gian bản địa, phù hợp với xu hướng và nguyện vọng khách du lịch hành hương hiện nay và lâu dài. Về du lịch sinh thái, với điều kiện về tài nguyên dồi dào, địa hình địa lợi và cấu trúc cảnh quan đẹp, thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thủy văn, điều kiện đất đai thổ nhưỡng thuận lợi phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp, nghề truyền thống, trồng các loại cây dược liệu từ thiên nhiên, phục vụ nguyên liệu dưỡng sinh, trồng hoa chuyên canh hàng hóa, trồng lúa nước, chăn nuôi để cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm sạch. Tổ chức xây dựng các sân chơi như leo núi, đi bộ, đi cáp treo, đi xe đạp trên dốc, tắm và chơi thác, ngắm cảnh quan, khám phá mạo hiểm, bơi lội, câu cá, nghiên cứu, nghỉ dưỡng, vọng ngắm. Đặc điểm lịch sử thủy văn trên địa bàn cơ bản ổn định, không gây ảnh hưởng lớn đến các công trình công cộng, công trình du lịch, địa bàn dân cư và ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của du khách. Ngoài ra phát triển được sản phẩm du lịch cộng đồng, bởi du khách đến đây hoàn toàn được sinh hoạt hòa đồng với người dân tộc giao bản địa, từ sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ và tham gia làm nghề truyền thống.